Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình PBS. Mở đầu câu chuyện hôm nay bằng vấn đề Elon Musk. Cho đến bây giờ chúng ta phải công nhận Elon Musk là một hiện tượng của Hoa Kỳ. Chưa có một anh chàng tỷ phú nào mà làm giám đốc nhiều ngành chuyên môn và thượng lưu như của Elon Musk. Thứ nhất, ông ta là cha đẻ của cái hệ thống xe chạy bằng điện đầu tiên sản xuất của Hoa Kỳ và thế giới kiếm hàng trăm tỷ đô la vì vấn đề xe chạy bằng điện. Ông cũng là người đầu tiên lập ra những cái công ty làm bình sạc điện. Là một công ty lớn nhất của thế giới nằm ở Las Vegas. Ông ta có cả một cái khu gọi là cái khu thiên nhiên trong đó có mỏ lithium. Tức là người ta dân bình dân nó gọi là mỏ đất hiếm, rare soil. Là cái loại mà có thể sản xuất ra điện, lithium chạy xe, Tesla chạy tàu bay Boeing 737 trên thế giới. Thứ ba, ông ta là một giám đốc của một công ty vũ trụ nổi tiếng nhất thế giới. Cho đến bây giờ mà có rất nhiều năm về sau, không có một quốc gia nào theo kịp. Tôi nói quốc gia nhé, là vì cho đến bây giờ quý vị nhớ cách đây hai tuần thì là ông thất bại trong vấn đề phóng cái vệ tinh lớn nhất của thế giới rồi bị nổ tung sau 4 phút vào không gian. Vậy mà tuần vừa rồi ông lại phóng lên một loại hỏa gọi là cái uh, Falcon 9 là cái loại hỏa tiễn Falcon 9 lớn thứ nhất của trên thế giới cho đến bây giờ. Đưa vào vũ trụ thêm 46 vệ tinh Communication Starlink Nâng tổng số lên đến trên 4.000 cái vệ tinh của Starlink Đang vần vũ bay ngày đêm trong vũ trụ Năm 2023 cho đến bây giờ mới là tháng 4 Hôm nay là mùng 1 tháng 5 Ông đã phóng lên một không gian 26 chuyến Để đưa vào vũ trụ hàng ngàn vệ tinh kể từ tháng 1 đến bây giờ Ông đang dự định trong tương lai mỗi một ngày phải phóng đi 3 chuyến Để có thể tổng số con số vệ tinh truyền thông của ông Stalin Nó sẽ lên đến 45.000 cái vệ tinh trên thế giới Nghe không thôi quý vị đã đủ thấy rằng không có một quốc gia nào Có thể theo kịp Cho nên tôi nói một cách hãnh diện mà đầy tự tin cho vấn đề Elon Musk Mà kẻ thù nó ghét nó bảo cái bốc phép cho Elon Musk Cái đó là sự thực không có một quốc gia cộng sản nào thằng Tàu còn khuya 30 năm nữa chưa kịp Elon Musk bây giờ. Tôi đưa ra con số đó, chứ không phải bốc phép đâu. Không phải bảo bung chân múa tay mà bốc phép, đâu. No. Hoa Kỳ là một quốc gia đứng đầu thế giới. Dân tộc Do Thái là một dân tộc của Thiên Chúa. Không có một dân tộc nào có thể qua mặt được Do Thái. Elon Musk cũng là cha đẻ của cái hệ thống Hyperloop làm hệ thống xe hơi chạy dưới ngầm đất tốc độ có thể lên đến 700 cây số một giờ trong cái tàu bay trực thăng hay tàu bay uh, uh, bà già tức là tàu bay Cessna bay trung bình 200 cây số một giờ từ đây lên San Francisco khi mà hoàn thành nó chỉ bay trong vòng 4 xe hơi mà nó bay trong vòng 40 45 phút đến San Francisco mà nếu đi tàu đi tổ tổ ô tô thường 8 tiếng đồng hồ mới lên được San Francisco thì hôm nay lại có một câu chuyện đặc biệt của Elon Musk nữa tôi phải nhấn mạnh như thế để những cái tên cộng sản nằm bùng ghen với Elon Musk ghen với Dương Đại Hải nói những cái gì có thật chúng nó điên lắm cho nên là chúng ngồi chúng nó kiến rằng chúng nó chịu không được chúng nó bảo Tên Duyên Đà Hải này là chỉ có khen Elon Musk. Dạ thưa quý vị, không có khen đâu. Mà đấy là sự thực. Cho đến giờ này, Elon Musk đã là vua về vấn đề vũ trụ, vua về vấn đề Tesla, tài sản thì đứng đầu thế giới. Hôm nay có một câu chuyện liên quan đến Elon Musk là anh chàng Stephen King. Stephen King là ai? Là một nhà văn, viết trên uh, cho đến bây giờ ông ta đã có đi 64 tác phẩm về tiểu thuyết đủ loại trong đó tình cảm có rồi chuyện uh, kinh địa có rồi chuyện khoa học giả tưởng có cộng thêm 25 tác phẩm non fiction câu chuyện thực và đã được đóng phim rất nhiều cộng thêm 25 câu chuyện ngắn, 200 câu chuyện ngắn được các quốc gia trên thế giới thu lượm làm collection là những câu chuyện mà được sưu tầm. Bởi vậy tài sản của ông ta, ai là còn hay nữa, ông ta cũng có một diễm phúc lập gia đình với một nữ văn sĩ, bà ta tên là Tabitha Spruce. Hai ông bà này tài sản lên đến bạc tỷ đô la. Thì quý vị cứ tự chính đi, nguyên cái sách mà ông ấy bán chưa kể của bà ấy nhé. Ông ta sinh năm 1947. Vào ngày 21 tháng 9. Thì ông ta tốt nghiệp đại học Mên với văn bằng cử nhân về văn chương Anh. Đến năm 20 tuổi, ông ta ra trường, cử nhân cũng là tác phẩm đầu tiên. Và từ cái chỗ mà ông ta là cái tác phẩm đầu tiên này ông ta đã bán được quý vị không ngờ đâu cho đến năm 2006 thôi ông ta đã bán được 360 triệu về tác phẩm của ông trong đó 64 tác phẩm về tiểu thuyết mà ông bán được 360 triệu cuốn Chứ ông là một tỷ phú là một chuyện dễ hiểu. Nói tóm lại, ông là một nhà văn lớn của Hoa Kỳ. Ông là một người có tài, ông sinh ra ở thành phố Portland tiểu bang Maine. Ông lập gia đình với một nữ sĩ và Tabitha Spruce. Và cái câu chuyện hay lắm. Ông ta yêu cái bà này cũng giống như Dương Hải yêu vợ. Cô vợ lúc bây giờ đi dạy học Tới nhà chơi cô ấy nấu cho món ăn Món cá chua Canh chua cá lóc ngon tuyệt vời Rồi thêm cái cá chê kho tổ Ăn một lần mình nhớ mãi Sau về vương vấn Rồi thành tình yêu Ba năm sau lập gia đình Thế thì cái ông này gặp cái bà vợ cũng thế Bà tên là bà Tabitha Spruce cũng chỉ vì đến nhà ăn cơm vải nấu một cái món cá cá hồi mà ông chưa bao giờ ăn ngon đến thế cuối cùng ông này thành công là nhờ vợ giống như dương đại hải thành công cũng là nhờ vợ cụ phan bộ châu có nói rằng là sau lưng một doanh nhân thành công đều thấp thoáng một bóng hồng còn ông bà mình thì dạy rằng là đàn ông là cái túi cái miệng túi đàn bà là cái đáy túi tất cả những người đàn ông thành công hạnh phúc mà sống lâu mà sống khỏe mà sống già như dương đại hải đều có người vợ tuyệt vời chứ không phải là người vợ giỏi tại sao là tuyệt vời từ nhan sắc cho đến đời sống cho đến khả năng cho đến tài năng đều cái gì cũng tuyệt vời cho nên tôi nói hơi dài thì quý vị thấy tôi thường nói rằng tôi có hai bằng ngàn người bạn một ngàn năm trăm đàn bà và năm trăm đàn ông nhưng một ngàn năm trăm đàn bà nó không thể thay thế người vợ sáu mươi hai năm với tôi được thì cái ông này cũng ca tụng bà vợ ông nói thẳng rằng là trên đời này nếu có người nấu cá ngon cá hồi ngon thì chắc ông đã bỏ vợ lâu rồi <laughs> bởi vậy cho nên là ông ta sinh năm bốn mươi bảy năm nay ông ta bao nhiêu bảy mươi sáu tuổi mà ông ta vẫn trẻ gọi là ông stephen king ông ta xuất hiện trên truyền hình ông ta xuất hiện trên báo chí ông ta xuất hiện trên radio một người vẫn khỏe mạnh sung mãn đẹp trai và không có người thay thế nhưng mà sáng nay ông ta bị hố ông ta chê elon musk ông ta nói rằng là nếu elon musk là một người mà có lòng với dân chúng của ukraine thì phải nên donation tức là phải viện trợ nhiều tiền vào Donald Trump có đến 200 tỷ đô la. Mà giờ này chưa nghe nói ông ta đưa ra đồng nào hết. Trong khi ông ta Stephen King, tài sản chỉ có vài tỷ đô la, ông ta đã tặng trên 10.000 đô la. Bà vợ ông ta tặng thêm 5.000 đô la, là 15.000 đô la. Thì quý vị biết Ellen mất trả lời làm sao? Hay lắm. Stephen, Mr. King, ông tặng, bà tặng chưa được 20 ngàn đô. Riêng tôi đã tặng 100 triệu đô la cho dân Ukraine. Nói đến tình yêu thương với Ukraine, chưa cá nhân nào trên thế giới này mà có thể qua mặt Elon Musk. Và ông ta còn nói rằng là ngay cả Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trả tiền cho tôi mà tôi còn từ chối. Tôi đã tặng trên 200 triệu đô la trong suốt một năm qua cái vấn đề Starlink communication. Tất cả internet của Ukraine trong năm qua là do công ty Starlink của Elon Musk cung cấp không lấy một đồng. Câu nói này làm cho Stephen bẽ mặt. Và rút lui không dám chỉ trích nữa. Thế thì quý vị thấy rằng là cho đến bây giờ chúng ta phải công nhận rằng những người tin vào Thiên Chúa đều là những người tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đến đây xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.